Xin chào cả nhà, hôm nay bếp nhà của bếp sẽ chia sẻ đến với các bạn cách làm bánh chuối hấp và nước cốt dừa bột áng. Các bạn có thể tìm thấy tất cả nguyên liệu và số lượng được viết trong phần ghi chú phía dưới của video. Nếu xem bằng máy tính thì bấm vào chữ show more, còn xem bằng điện thoại thì bấm vào cái mũi tên nhỏ nằm ngay góc phải phía dưới của video. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Bước đầu tiên là ướp chuối. Ở đây mình có là 1 kg 2 chuối. Cắt chuối thành khoanh mỏng đều nhau. Các bạn không nên dùng chuối quá chín hay chuối còn xanh vì như vậy bánh sẽ mất đi cái độ ngọt và dẻo của bánh. Cho vào 2g muối và 62g đường. Trộn nhẹ nhàng và để cho chuối thấm từ 5 đến 7 phút. Trong lúc đó thì cho vào nồi 245ml nước. Đậy nắp lại và nấu cho thật sôi. Khuôn thoa dầu và lót giấy chống dính. Công thức này làm được một bánh lớn 9 inch hay có thể 15 cái bánh nhỏ. Nhưng hôm nay mình dùng cả hai loại khuôn cho các bạn xem. Cho vào chuối là 3 giọt màu vàng thực phẩm, trộn đều, rồi cho vào nửa phần bột năng. Tổng số bột năng mình dùng là 240g. Trộn chuối và bột cho đều. Khi bột và chuối đã dẻo quyện vào nhau thì các bạn đổ vào nước sôi. Nên nhớ là nước phải thật sôi. Và cho hết phần bột năng còn lại vào. Trộn cho thật đều. Bây giờ cho nửa phần hỗn hợp chuối và bột vào khuôn lớn. Phần còn lại chia đều cho 7 khuôn nhỏ. Nước sôi cho bánh lên hấp. Thời gian hấp bánh nhỏ là 15 phút. Hấp bánh khoảng 8 đến 10 phút thì các bạn nên mở nắp xả hơi nước. Cùng lúc đó mình sẽ chuẩn bị phần nước cốt dừa. Cho vào nồi là bột bán, bột năng và đường, muối và đường thơm, vani. Trộn cho đều, rồi cho vào một lon nước cốt dừa 400ml. Và một cốc nước lạnh là 245ml. Khuấy cho đều rồi để cho bột bán nở khoảng từ 10 đến 15 phút. Xả hơi nước và tiếp tục hấp bánh. Sau 15 phút thì bánh nhỏ đã chín. Mình sẽ lấy bánh ra và tiếp tục hấp bánh lớn. Hấp bánh lớn thêm 10 phút. Nhìn bánh dễ thương và hấp dẫn quá. Bây giờ bánh lớn cũng đã chín. Mình sẽ lấy bánh ra và để cho bánh thật nguội. Trong lúc chờ bánh nguội, mình sẽ đi thắn nước cốt dừa. Thắn nước cốt dừa lửa cao trung bình và nên khuấy liền tay. Thời gian nấu nước cốt dừa khoảng 10 phút. Khi các bạn thấy nước cốt dừa bắt đầu sôi, lúc này là phải tắt bếp và đậy nắp lại. Trước khi đậy nắp, các bạn đặt lên tờ giấy, rồi đậy nắp. Như vậy, khi hơi nước tụ lại trên nắp nồi sẽ không rớt xuống nước cốt dừa của mình. Sau 10 đến 15 phút thì nước cốt dừa bột bán đã xong. Bột bán nở đều và nước cốt dừa sẽ đặc hơn khi nguội lại.
Khi bánh thật nguội thì bánh sẽ lấy ra rất dễ dàng. Bánh dai, bột trong, rất hấp dẫn. Nếu các bạn không có giấy lót chống dính thì cũng không sao, chỉ cần thoa khuôn với dầu cho kỹ là được. Bánh dai, có độ mềm, độ ngọt vừa phải. Ăn với nước cốt dừa béo ngậy cho thêm tí đậu phộng thì tuyệt vời. Cách làm rất dễ, các bạn nên làm thử. Và khi cắt bánh, các bạn nên gói dao với giấy bóng thì cắt bánh rất là đẹp. Mình hy vọng các bạn thích công thức làm bánh này. Và nếu các bạn thích thì các bạn nên chia sẻ cho cả nhà cùng làm cho vui. Cảm ơn các bạn đã cố gắng theo dõi. Mến chúc các bạn một ngày thật hạnh phúc.